Nhã Phương tháp tùng Trường Giang sang Mỹ biểu diễn sau Tết. Được biết, vào những ngày tới đây, Trường Giang có một tour diễn ở nhiều thành phố tại Mỹ. Cũng như các năm trước, Nhã Phương tiếp tục tháp tùng bạn trai đi diễn. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chồng của ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ hình ảnh Trường Giang và Nhã Phương vui vẻ nấu ăn tại Mỹ cùng mọi người. Kèm theo đó anh viết, nấu ăn đêm khuya, mốt gặp nhau nhé. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong đó, bộ đôi Nhã Phương và Trường Giang được quan tâm hơn cả. Được biết, vào những ngày tới đây, Trường Giang chuẩn bị có một tour diễn ở nhiều thành phố tại Mỹ. Chính vì thế, không ít cư dân mạng cho rằng Nhã Phương đang tháp tùng bạn trai đi diễn. Trước đó, một số hình ảnh của Trường Giang và Nhã Phương cùng đi xem phim tại một rạp ở thành phố Hồ Chí Minh đã được khán giả chia sẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ nắm tay nhau, vào rạp phim hay thoải mái giao lưu cùng người hâm mộ như mọi lần, cặp đôi lại có những hành động khá khó hiểu. Cụ thể, nếu như Trường Giang thân thiện nán lại phía ngoài rạp phim khá lâu để chụp hình cùng khán giả, thì Nhã Phương lại né tránh bằng cách bịt khẩu trang kín mít, ngồi trong xe ô tô để đợi nam danh hài. Trường Giang thân thiện nán lại phía ngoài rạp phim khá lâu để chụp hình cùng khán giả. Gần đây, tin đồn Nhã Phương và Trường Giang đã đường ai nấy đi dấy lên trong cộng đồng người hâm mộ, khi nhiều fan tinh ý phát hiện ra nữ diễn viên không còn đeo nhẫn đính hôn. Tuy nhiên sau đó cặp đôi bị bắt gặp tại sân bay với những cử chỉ thân mật đã phần nào xóa bỏ nghi vấn này. Trước đó vào chiều 30 Tết, Nhã Phương Trường Giang bắt gặp cùng có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để về quê. Nghe sự thật về quá trình phẫu thuật của Harry Lu, còn ai dám chê? Đằng sau diện mạo như hiện tại, Harry Lu đã trải qua khá nhiều đau đớn vì nhiều lần giao kéo cho gương mặt. Trước đó vào ngày 25 tháng 2, 2017, Harry Lu gặp tai nạn giao thông khiến anh bị gãy xương mũi. Xương mặt sưng và lệch vị trí, nam diễn viên bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện. Về sau, sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định, nhưng gia đình vẫn muốn anh về Đài Loan để điều trị. Mới đây, khán giả khắp nơi xôn xao, xen lẫn và tiếc nuối về vẻ ngoài hoàn toàn khác lạ của nam diễn viên sau khi phẫu thuật. Có thể thấy, gương mặt của Harry Lu đã hồi phục rất nhiều. Tuy nhiên, điều mà làm cho người hâm mộ cảm thấy chưa an tâm chính là chiếc mũi của Harry Lu có phần bị méo. Những khoảnh khắc mới nhất của nam diễn viên ở hiện tại, gương mặt khác lạ như thế này đã làm cho các fan tiếc nuối ngẩn ngơ. Dù vậy, chính người bạn thân của nam diễn viên đã chia sẻ về quá trình anh cố gắng lấy lại vẻ ngoài. Theo đó, Harry Lu đã trải qua tận 20 lần giao kéo, thậm chí có những lúc vết thương bị nhiễm trùng, tai nạn đã khiến Harry Lu bị hư hết một bên mặt, gãy xương quai hàm, xương mũi, xương gò má. Phải nói, đạt được kết quả như hiện tại là một may mắn và cố gắng rất nhiều của anh và đội ngũ bác sĩ. Hiện tại, nam diễn viên vẫn đang nỗ lực luyện tập để chuẩn bị cho những dự án nghệ thuật sắp tới. Dương Mạn chắc mẩm đây chính là bạn gái của Hồng Duy Binky. Dựa trên những gì mà cô nàng đăng tải lên trang cá nhân, không khó để người ta nhận ra đây chính là bạn gái của nam tuyển thủ. Sau khi đội tuyển U23 nổi tiếng và trở thành tâm điểm của mạng xã hội, không quá khó khăn để cư dân mạng tìm ra danh tính những cô bạn gái xinh đẹp của các tuyển thủ. Tuy vậy, vẫn còn một chàng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, đó là Hồng Duy Binky. Suốt ngày người ta chỉ thấy anh chàng chăm chỉ bán son bán mặt nạ và không thấy hó hé chút gì về chuyện yêu đương. Nhưng không gì có thể qua mắt được cư dân mạng khi mới đây những hình ảnh được cho là của bạn gái Hồng Duy đã được đăng tải. Mọi việc bắt nguồn từ một đoạn clip mà cô gái tên là Lục Bảo Trang chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình. Trong clip là một chàng trai giấu mặt đang hát ca khúc Happy Birthday tặng cho cô nàng. Qua đặc điểm từ đôi tai cũng như mái tóc, rất nhiều fan hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra đây chính là Hồng Duy Binky. Chân dung người yêu tin đồn của Hồng Duy, chàng trai bí ẩn hát chúc mừng sinh nhật ngọt ngào này có phải là Hồng Duy hay không? Happy Birthday em! Ngày hôm nay, anh sẽ không chúc em gì cả vì em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Vợ à, yêu xa anh biết cảm giác buồn lắm, em nhớ lắm, tủi thân vô cùng. Khi ngày lễ, nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc, nhưng đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ hai trái tim ở hai nơi cũng được coi là hạnh phúc em à. Cố lên nhé tình yêu của anh, trên những bước chân em đi, nếu mệt mỏi thì hãy quay đầu lại. Còn có anh đây, anh không hứa sẽ giải quyết mọi vướng mắc cho em.
nhưng anh hứa là sẽ trao cho em tất thảy tình yêu và niềm tin. Em vững vàng bước tiếp. Vẫn luôn có một người con trai trông ngóng, muốn gặp em trong từng khoảnh khắc. Anh thương em lắm. Đi kèm đoạn clip là một tin nhắn dài khá lãng mạn của anh chàng. Xem thêm một số hình ảnh khác được Bảo Trang chia sẻ, cư dân mạng càng chắc mẩm hơn đây chính là bạn gái của Hồng Duy. Bên dưới những bức ảnh, các fan nữ cũng thi nhau nhắc tên Hồng Duy trong các bình luận, và nữ chính chỉ âm thầm nhấn like chứ không lên tiếng phủ nhận. Địa điểm chụp bức ảnh này trùng với một bức ảnh mà Hồng Duy từng đăng tải trước đây. Đôi tai và kiểu tóc này 99% là của Hồng Duy. Cô nàng không ngần ngại khoe ảnh tình tứ nhưng vẫn khéo léo giấu mặt nam chính. Lục Bảo Trang có gương mặt khá xinh xắn với làn da trắng và nụ cười tươi. Cô hiện đang theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trên Facebook của mình, cô cũng thường xuyên đăng tải ảnh bán son, base và mặt nạ. Điều này đã khiến cư dân mạng tin rằng shop mỹ phẩm của Hồng Duy bên kia cũng là shop của bạn gái. Cùng xem thêm một số hình ảnh khác của Bảo Trang. Chương trình Táo Quân 2018 bị chỉ trích nặng nề vì bôi nhọ cộng đồng LGBT. Viện IC và Trung tâm ICS lên tiếng đòi lại công bằng cho cộng đồng người LGBT, gọi Táo Quân là một trong những hạt sạn không nên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Mới đây, trên trang Facebook chính thức của Trung tâm ICS, tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBT, vừa đăng tải một bài viết liên quan đến chương trình Táo Quân 2018. Nội dung thư bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình khi chương trình liên tục đưa ra những thông tin sai lệch, xúc phạm cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT thông qua hình tượng nhân vật bắt đầu công lý. Nguyên văn thư ngõ có đoạn, chúng tôi bày tỏ sự trân trọng tới quý đài đã có nhiều chương trình thời sự, giải trí hay phục vụ công chúng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin rằng nhiều chương trình đang tồn tại những hạt sạn mà Viện IC và ICS cho rằng không nên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Cụ thể, trong nhiều năm liền, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT luôn là đối tượng bị chương trình gặp nhau cuối năm mang ra làm trò cười, đưa thông tin sai lệch, thậm chí xúc phạm với ngôn từ tệ hại. Đặc biệt trong chương trình gặp nhau cuối năm 2017, tiết mục Táo Quân 2018, nhân vật bắt đầu thậm chí bị nói là con chỉ sống trên trời, không phải nữ cũng chẳng phải nam, bọn phụ nữ một nửa. Nhân vật bắt đầu luôn được đem ra gây cười về vấn đề giới tính. Là những tổ chức đã có những năm hoạt động vì quyền của cộng đồng LGBT, chúng tôi phản đối việc sử dụng những từ ngữ miệt thị công khai, làm tổn thương những thành viên của cộng đồng LGBT chỉ vì đặc điểm cơ thể của họ, cũng như làm khắc sâu thêm những định kiến về phân biệt đối xử trong xã hội với nhóm cộng đồng này. Bên cạnh đó, đại diện Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường IC và Trung tâm ICS cũng đưa ra một số dẫn chứng về các bộ luật bảo vệ quyền bình đẳng giới tính con người được các quốc gia trên thế giới ban hành. Viện và Trung tâm cho rằng những điều mà Táo Quân đang làm là đi ngược lại những mục tiêu bình đẳng, đa dạng và tôn trọng quyền con người mà các tổ chức trong nước và quốc tế đang nỗ lực bảo vệ, cũng như các cam kết của CB Việt Nam. Điều này không nên tiếp tục được thực hiện. Những năm qua, hình tượng cô đẩu công lý với cách ăn mặc và trang điểm nữ tính đã trở thành một phần không thể thiếu của Táo Quân. Với chương trình gặp nhau cuối năm 2018 cũng vậy, bắt đầu tiếp tục xuất hiện với những bộ đồ bức nam bức nữ và các phát ngôn sốc nhằm phản ánh, đả kích các vấn đề xã hội như lùm xùm cuộc thi người đẹp, tranh cãi cải cách chữ viết. Tuy nhiên, bên cạnh tiếng cười châm biếm, điều này lại làm tổn thương sâu sắc đến cộng đồng LGBT, những người vô tình trở thành mục tiêu để lôi ra bàn tán chê cười. Bình luận về phản hồi của Viện IC và ICS, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình, cho rằng Táo Quân không nên đem người LGBT làm trò tiêu khiển trước công chúng. Nhiều ý kiến bình luận của cộng đồng LGBT xung quanh sự việc. Hiện tại, đại diện Đài truyền hình Việt Nam VTV và ban biên tập chương trình gặp nhau cuối năm vẫn chưa chính thức lên tiếng đáp lại sau sự việc này. Hot Girl Sam bị Trường Giang mắng thậm tệ vì không làm nổi điều này. Hot Girl Sam đã tiết lộ sự thật rằng cô bị Trường Giang mắng sau khi làm không nổi điều này, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn, Sam đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh sự nghiệp diễn xuất, cũng như mối quan hệ hiện tại giữa cô với Trường Giang. Theo đó, Hot Girl cho biết
Vai diễn của cô trong phim Siêu Sao Siêu Ngố là một cô họa sĩ nghèo, lãng mạn và yêu hết mình, dám hy sinh vì tình yêu của mình. Sam cho biết, khi đọc xong kịch bản, cô cũng có chia sẻ với diễn viên Thanh Thúy rằng vai diễn này giống em quá, nhất là tính dám yêu, yêu hết mình và có thể cũng hy sinh vì tình yêu của mình nữa, dám yêu và cũng dám hận. Sau khi bộ phim hoàn thành ra mắt công chúng và gặt hái nhiều thành công, Sam cho biết, cô gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Đức Thịnh, Trường Giang và diễn viên Thanh Thúy, bởi họ là những người đã giúp cô rất nhiều, vì cô chưa có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Đặc biệt, đây cũng là vai nữ chính trong phim điện ảnh đầu tiên, nên hot girl gặp rất nhiều áp lực và cũng bị chửi rất nhiều. Thế nhưng, Sam thừa nhận mỗi lần bị chửi như vậy, dù thấy buồn và hơi tủi, nhưng Sam rất biết ơn những điều đó, vì Trường Giang rất gò và lo cho vai diễn của cô. Đồng thời, Sam thú nhận danh hài xứ Quảng là bạn diễn mà cô thấy rất có tâm và thương bạn diễn của mình. Sam kể, Trường Giang còn mắng cô rất nhiều là em phải tập trung. Người đẹp bày tỏ, lúc đó cô không hiểu tại sao không thể diễn được, cũng có thể do nhiều chuyện chi phối bên ngoài. Không thể phủ nhận sức nóng của Trường Giang và Sam. Theo thông tin từ phía nhà phát hành cung cấp, bộ phim hài tình cảm Siêu Sao Siêu Ngố của đạo diễn Đức Thịnh đã bán ra hơn 100.000 vé chỉ trong ngày mùng 1 Tết, với mức giá dao động từ 90 đến 120.000 đồng, ước tính phim đã thu về hơn 10 tỷ đồng. Đồng thời với số lượng vé bán ra, bộ phim của Trường Giang và Sam tạm dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên của năm Mậu Tuất. Thế nhưng, sau thành công của bộ phim, Sam lại vướng nghi vấn là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Nhã Phương và Trường Giang. Sau khi chia sẻ những hình ảnh thân mật cùng danh hài xứ Quảng, hot girl Sam cũng thừa nhận tin đồn hẹn hò của cô và Trường Giang ảnh hưởng không nhỏ tới cặp đôi. Sam thú nhận, cô không buồn vì bị khán giả chỉ trích, nhưng buồn vì tin đồn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cá nhân của nhiều người, có cả mối quan hệ giữa cô, Trường Giang và Nhã Phương. Hơn nữa, cuộc đời cô sợ nhất là người thứ ba, vì vậy cô không bao giờ muốn bản thân trở thành kẻ phá hoại tình cảm của người khác.